Cai thuốc lá dễ dàng nhờ nguyên tắc 5 ngày 7 bước. Theo nghiên cứu, khói thuốc lá xâm nhập vào cơ thể sẽ tác động trực tiếp lên tim. Tuy mức độ chất độc hấp thụ vào cơ thể sẽ gây ra các tổn hại khác nhau đối với hệ hô hấp, thần kinh, tim mạch, tiêu hóa, tiết niệu và các hệ thống khác. Mọi nghiên cứu đều khẳng định người nghiện thuốc có nguy cơ mắc rất nhiều bệnh hiểm nghèo và ảnh hưởng liên đới tới những người xung quanh, đặc biệt là trẻ em. Tác hại của thuốc lá có thể nhận thấy rõ ở hầu hết các cơ quan trong cơ thể như miệng và cổ họng. Khói thuốc chứa hàng trăm chất gây ung thư, các chất độc này đi đến đâu sẽ gây ung thư cho các mô mà nó tiếp xúc. Bất kỳ bộ phận nào của đường hô hấp gồm cả miệng và cổ họng đều có khả năng bị ung thư. Tim và động mạch. Nicotine làm cho tim đập nhanh, tăng huyết áp. Trong khói thuốc lá có khí carbon monoxide có thể thúc đẩy tích tụ mảng xơ vữa là một trong những nguyên nhân gây bệnh tim mạch. Ở những người hút thuốc lá, khi bệnh tim bộc phát, xác suất tử vong cao hơn nhiều so với nhóm không hút thuốc. Chết sớm. Khói thuốc lá và xì gà chứa nhiều chất khác nhau, trong đó ba chất có hại nhất là tha hay còn gọi là nhựa thuốc lá, nicotine, carbon monoxide. Đây là thủ phạm khiến nhiều người hút thuốc chết sớm. Sảy thai. Phụ nữ mang thai hút từ 15 đến 20 điếu thuốc mỗi ngày, nguy cơ sảy thai cao gấp 2 lần người không hút thuốc, nhiều khả năng sinh non hoặc yếu ớt. Trẻ sinh ra bởi người mẹ hút thuốc có tỷ lệ tử vong sau sinh cao hơn 30% bình thường. Hít phải khói thuốc lá hay còn gọi là hút thuốc bị động cũng gia tăng nguy cơ bị ung thư phổi. Một số nhãn hiệu thuốc lá được quảng cáo lượng nicotine thấp hơn loại khác, tuy vậy không có loại thuốc lá nào hoàn toàn an toàn. Vì vậy, bạn đổi sang sử dụng thuốc lá hạng nhẹ cũng không có ích là bao. Đôi khi người nghiện thuốc đổi sang thuốc hạng nhẹ càng gia tăng số lần hút. Những người nghiện thuốc lá trong giai đoạn cai thuốc luôn thắc mắc làm thế nào để trải qua 5 ngày khó khăn nhất sau khi bỏ thuốc lá. Các chuyên gia hướng dẫn 7 bí quyết sau giúp người nghiện thuốc lá cai thuốc lá dễ dàng hơn. 1. Uống từ 6 đến 8 ly nước giữa hai bữa ăn chính sẽ giúp thải nicotine. 2. Tắm nước ấm mỗi ngày cũng giúp cải thiện tình trạng, cứ khi nào thèm thuốc quá hay đi tắm vòi sen ngay lập tức. 3. Trong 5 ngày từ khi bỏ thuốc, cần nghỉ ngơi đầy đủ, sinh hoạt điều độ. 4. Sau bữa ăn nên ra ngoài tản bộ, hít thở sâu từ 15 đến 30 phút. 5. Không được uống đồ uống có chất kích thích mà thay bằng sữa, nước trái cây hoặc ngũ cốc. 6. Tránh ăn thực phẩm loại gia cầm, đồ chiên xào, thức ăn ngọt và đồ tráng miệng. 7. Ăn nhiều thực phẩm giàu vitamin nhóm B giúp ổn định thần kinh, bài trừ nicotine.